Xin chào các bạn. Bữa hôm nay ở bên tiểu bang Missouri của mình sẽ có một cái lễ rất là lớn, đó chính là lễ Thánh Mẫu các bạn ha. Thì bữa hôm nay cả nhà sẽ kéo xuống lễ Thánh Mẫu chơi. Cái này là của người đạo Công giáo bạn, mình đạo Phật cho nên mình không xuống làm lễ, mình chỉ xuống chơi các bạn ha. Cho bé Chát đi chơi, cho bé Chát biết Thánh Mẫu là gì các bạn. Siêu vậy ấy à. Ấy à. Thì cái lễ Thánh Mẫu này nó cách tiểu bang của mình à. Đó, cái lễ Thánh Mẫu này nó cách chỗ mình ở là 4 tiếng bạn, nó cũng là tiểu bang Missouri luôn, nhưng mà nó ở thành phố Springfield bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ chạy xuống dưới, ở dưới thì có bán đồ ăn nè, ca nhạc nè, với lại có làm lễ. Mình không có làm, mình không có trong đạo cho nên mình không có vô làm lễ các bạn, mình chỉ đi vòng vòng để nghe nhạc với lại ăn uống thôi, chơi thôi. Thì 4 tiếng các bạn cho nên mình cũng phải chuẩn bị đồ ăn thức uống nha, đồ ăn thức uống cho bé chét, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho bé chét chứ. Cái này ông nào chưa những cái những kiến rồi hết tay đi chứ. Đã đây, Đi chơi nội nè, đi chơi nội nè, mặc đây. đêm Đi ở ở đây đây rồi, đây. bên này bé chét mặc đồ đẹp quá. Đây nha. Bây giờ mình sẽ xách đồ ra xe rồi chuẩn bị đi Thánh Mẫu đi các bạn, được không? Rồi bây giờ đi chơi ha. Cái túi Đi tiền kêu tiền à, đi kêu à. Bây giờ thì lấy đồ, tất cả đồ là đồ của chỗ bé chát thôi nha các bạn. Mà bây giờ đi chơi là đồ bé chát là nhiều nhất đó. Đi, cái xe đi. Rồi đi chơi nha. Đi chơi, đi chơi. Bay hả? Bay rồi, bay bay đi. Rồi. Bay bị gió. Ừ. Bây giờ cả nhà đi Thánh Mẫu ha. Bữa nay chắc là đi Thánh À, Mẫu tao nè. còn mang cái vỏ nữa nè con. Trời. Bạn ơi. Hả? Trong có bỏ tiếng vô. Một người Về không có được đầu, tiếng có nào. tai, có mắt, có chân, có lục phủ ngũ tạng. Rồi, Ngài đã từng hít thở cái bầu khí này mà mình hôm nay đang hít. Ngài đã từng bước chân trên những nẻo đường của mặt đất mà hôm nay mình đi. Ngài đã từng chia sẻ những đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là cái chết. Tức là một con người có thật, Giêsu, một Thiên Chúa là người hay là một con người lại là đang ở đi. Ngài có mặt, Ngài ở trong quyết định thánh thể, nhưng đó lại là điều có lợi cho mình. Rất là khó hiểu, một chút khó còn kể. Ngài đã từng lam lũ để nuôi thân, nuôi mẹ. Mà đem sao đâu lên mà, ớt gì?
cũng như pha dứt kia ai kia rồi. Nó mang dài cũng đâu có ngồi cái bản. Yeah.
Bye.
bớt vào đầu rồi còn đồ ẩm nữa. Ba nó. Thưa quý ông bà, làm vợ YouTube của ngài đã lầm. Thành quả đi thánh mẫu các bạn ơi. À, ở bên Mỹ này đi thánh mẫu là một lần là mua đồ ăn nè các bạn. Đó, đi thánh mẫu là đây là thành quả thánh mẫu nè. À, bánh ướt nè, gỏi xoài nè, lòng nè, vòi nè. À, thành quả thánh mẫu các bạn ha.